Chào mừng quý vị đến tiết mục hỏi đáp về thuế với chuyên viên thuế vụ Hằng Lê đến từ Trung tâm Thuế vụ Hằng Lê. Chào Hằng Lê. Dạ, trước tiên Hằng Lê xin kính chào khán giả của Net Việt TV, kính chào Thanh Tùng. Hằng Lê, em mùa khai thuế thì chắc chắn là căng lắm, đúng không? Đúng, với những người mà khai thuế, với các trung tâm khai thuế, nhân viên khai thuế, mùa khai thuế là mùa căng nhất. Dạ. Thì một năm có mùa làm ăn đó. Đúng rồi. Dạ, căng là bởi vì không thể làm sai. Dạ, không thể rồi. Làm sai cho khách, nó phải chính xác từng con số một và phải hỗ trợ ý kiến tư vấn cho từng khách hàng đúng một rồi. Và trung tâm ví dụ Hằng Lê so với đông khách á, là nhờ sự chăm chỉ chính xác, kinh nghiệm tận tâm đâu ra đó. Tuy nhiên thỉnh thoảng trong cái thời gian căng thẳng này thì nó cũng có những chuyện cười ra nước mắt, không Hằng Lê? Em có chuyện gì em kể cho khán giả với anh Thanh Tùng nghe không? À, dạ có anh Thanh Tùng. Như anh Thanh Tùng và khán giả biết á, văn phòng em là về thuế, financial. Mà vì song song đó là tụi em có là giúp quý vị hỗ trợ làm financial aid cho tất cả con phụ huynh. Làm đơn ghi danh để được hưởng cái tiền hỗ trợ đại học. Để hỗ trợ đại học á. Dạ có. Cái chủ nhật tuần trước là cái chủ nhật mà vui lắm, là toàn là học trò bị cô Hằng Lê phát hiện ra những cái chuyện mà vui, toàn là học trò bị cô Hằng Lê phát hiện ra, không mấy cháu nhỏ 18, 19, 20 á phát hiện ra không, mà phát hiện ra là chuyện mà cười ra nước mắt á, mà mình cười ở đây nhưng mà mình cảm thấy mình thương cho cha cho mẹ của mấy cháu. À, thật sự ra là rất là thương luôn á anh Thanh Tùng. Có một cái em kể chuyện sofa cho anh Tùng ba câu chuyện thôi mà anh Thanh Tùng mà không cười là không được. Cái cô này là ba mẹ là cô này là cô giáo dạy kindergarten, cha cái còn chồng á là machine shop, income á là dưới 70 ngàn, dưới bảy mấy ngàn á. Thì dĩ nhiên là con nó sẽ đủ tiền đi học đại học. Dĩ nhiên mà em đã làm financial aid trước hết rồi, biết không? Em đã plan là từ lúc mà cháu nó học lớp 11 rồi. Thì có nghĩa là khi như vậy là cháu được đi học đại học. Thì năm nay cái lúc mà cô bé này cô vô văn phòng em cũng làm thuế, thì cổ mới dắt thằng con nhỏ vô luôn. Thằng con mà đi em làm financial aid á, nó cũng đi làm vài ngàn, thì đi giống như là gia đình hộ ba người đi làm thuế vậy đó. Thì nó cô bé này cũng vô cũng làm thuế với em, thì cổ nói chứ chị Hằng ơi, chị Hằng năm nay á chị Hằng làm thuế financial aid em, nhưng mà sao em vẫn tống cho con em học mười mấy ngàn tiền học á. Xong mình nhìn cái hồ sơ thuế, em mới vô cái thuế 2022 2021 để em coi, thì em nói no, em con em được tiền học mà sao mà em nói vậy kỳ vậy. À, không, em có đóng mà. Nói thiệt anh Thanh Tùng, nó đưa cho em ba cái check trả cho San Jose State University, mỗi cái check 4,000+. Em nói ủa sao kỳ vậy ta. À, em mới ủa em thấy xong rồi bắt đầu em lục cái hồ sơ, em lục W2, cái check thì nó để trước mặt đó, giống như là bỉ mặt mày du làm financial aid cho con tôi mà tôi phải học hả. Em lật ra, em lật cái check cái trang gần cuối á, thì em thấy một cái form 1098T mà cái tiền học á là 11 ngàn, là đúng cái tiền mà cái cô bé đó trả cho con học 11 ngàn. Cái box mà được grant á là 21-22 ngàn, phải không? Có nghĩa là cái tiền học là financial aid trả phi rồi, trả rồi, còn dư còn 10 ngàn nữa. Em mới nói con mày đâu. Em hỏi con mày đâu. Nó ngồi sân nó chờ đấy. Ok, mày kêu con mày vô. Em nói sorry nha, em nói chuyện giống như em đang kể chuyện thôi. Thì nó cô bé đó có kêu con vô, nói thôi hai vị phụ huynh đi ra, cô Hằng nói chuyện tí xíu. Em đóng cửa lại, em mới đưa ba cái chiếc check mà ba mẹ nó nói á. Nói chứ con, bây giờ con nói thiệt cho cô đi, tại vì ba mẹ con claim cô là con cô giúp không được giúp financial aid, nhưng mà cô biết con được á là có tiền financial aid, nó cho con tới 21 ngàn lận, và tiền financial aid nó trả tiền học cho con luôn. Tại sao mà con bắt cha mẹ con trả thêm mười mấy ngàn nữa, lý do? bắt đầu ổng ngồi ổng mới nói
cô có nói chuyện này cho ba mẹ con biết không? Cô nói việc con nói cho cô biết để cô lựa lời cô khuyên cha mẹ. Chứ mà cô mà nói thẳng cha mẹ con là con có chuyện rồi đó. Là cô nói biết. Con lấy lớp, con chả... khi mà con lấy lớp xong á, con bắt nó ra cái bill xong con bắt cha mẹ con trả. Rồi lúc mà phải này, khi mà khi cha mẹ trả xong rồi á thì financial aid 21.000 nó về đó. Thì nó đâu có cần phải trả tiền học đâu, thì thằng nhỏ được 21.000 gửi về cho thằng nhỏ, nhỏ xài cái... nó xài hết trơn. Xài hết trơn. Trời đất ơi. Mà em ngồi em trong bụng. Trời ơi. Em nói trời ơi là trời. Mà em nói thiệt với anh luôn, lúc đó em không, em ngồi em chỉ lặng yên mà em không có nói gì hết luôn á. Em cười thì cũng cười, cái này là cười ra nước mắt đó anh Thanh Sơn Tùng. Em mới nói với nó một câu như vậy nè: ba mẹ con làm cực khổ lắm. Thật sự ra con thấy ba mẹ con làm cực khổ lắm. Con đừng có làm như vậy. Để mà con qua mặt ba mẹ con mười mấy ngàn của tiền học của con á, cho con tiền học á, là 1/7, 1/10 tiền income của ba mẹ rồi. Con nghĩ mà tiền đó là income là đem về chứ không phải là cái gross income nha. Ba mẹ nó làm có phải. Thì em mới nói vậy đó, thì nó ngồi xong rồi bắt đầu em phải lựa lời để em khuyên cha mẹ thôi. Chứ bây giờ chuyện đã lỡ rồi thì em mới nói với nó là con còn bao nhiêu tiền trong nhà băng, còn seminar tiền trong nhà băng bao nhiêu á, thì con lấy cái số tiền đó con trả ba mẹ con đi, chứ con đừng có làm như vậy nữa, chứ con đừng có làm như vậy nữa, chứ con làm như vậy á tội ba mẹ con lắm. Thì nó ngồi nó xin lỗi nó, ừ. nó em mới kêu ba mẹ ra, thì em mới nói, em nói ok bây giờ chị nói cho em biết là em đừng có la nó, đây là cái chuyện nó đã rồi rồi thì thôi em cũng biết lỗi. Thì ba mẹ nó ok, thì nó hứa nó không làm vậy, sofa thôi, thì em không biết thôi. Coi như là quý vị nãy câu chuyện Hằng Lê kể đó, câu chuyện có thật. Để quý vị thấy rằng là chẳng những phải đóng vai trò là nhân viên khai thuế, dạ, lo rồi. Hồ sơ thuế, bảo vệ quyền lợi cho bà con lấy tiền thuế về theo đúng luật, mà giờ đóng luôn cả vai trò là cố vấn tâm lý. Đúng rồi, mà có cố vấn về tâm lý. Mà cái ngày đó là ngày thứ bảy, chủ nhật đó là 2-3 cây con nít luôn đó anh Thanh Tùng. Mà em mắc cười con giống nhau vậy đó hả? Mấy không, có một cây khác nữa, một cây vui lắm, một cây nữa. Income cha mẹ có 65.000 thôi, cũng thằng nhỏ cũng mới lên sang state năm đầu tiên 19 tuổi, mà ba mẹ nó đóng cho tiền học là 9.000 mấy. Mà em nói vô lý, không thể nào mà đóng 9.000 mấy được. Em mới đóng hồ sơ lại, em mới nói mày dắt con mình lên đây cho nói chuyện. Thằng nhỏ nó dắt con, cái chị đó dắt con lên nói chuyện. Thì em nói con, tại sao con không có xin financial aid? Anh biết nó nói em sao không? I don't have time. Tôi không có thời giờ. Nói vậy đó anh. Em mới nói chứ con, financial aid con biết là con không có thời giờ con apply financial aid. Trong financial aid chỉ có con cần phải 1 tiếng đồng hồ để con apply financial aid thôi. Còn nếu mà con không apply được á, con không biết làm á, con chạy xuống con nói. Cô Hằng đã nói với ba mẹ con rồi là dắt con lên đây cô làm. Tại sao con nói con không apply financial aid? Không có time, con không có thời giờ để con apply financial aid. End up con để cho cha mẹ con đóng gần 9.000 mấy đồng tiền học, kể tiền sách tiền vở gần 10.000. Trong khi đó con thời gian đó con ngủ, con ăn, con đi chơi. That's not fair với cha mẹ con. Em nói vậy đó. Xong rồi nó xong rồi em nói bây giờ muốn làm financial aid, cô muốn apply financial aid cho con. Thôi bây giờ bận rồi, tôi phải đi hẹn hò gì đó. Xong rồi nó nói con, em mới nói vậy thì bận hôm nay, ngày mai tới, ngày mai đi học rồi. Em nó nói vậy, em nó nói thẳng với em luôn á anh. Nói chứ mai đi học rồi, con nít tới nhà 16, 19 tuổi à, mai đi học rồi. Em mới nói con, con bận con đi học, con bận con đi chơi, trong khi đó ba mẹ con phải trả con gần 10.000 mấy đồng tiền học. Bây giờ cô cũng bận mà, khách cô con thấy không, khách cô. Bây giờ cô open space cho con đó. Thứ mấy con lên? Thứ mấy con commitment của cô, con lên để cô làm financial aid cho con. Và thứ tư. Thứ tư. Bữa thứ tư tuần trước ông show up với mẹ ông á. Ngồi làm rất là dễ, em chỉ cho nó làm xong mới nói ồ vậy hả, sao dễ vậy cô, easy. Nó mày easy mà mày làm, mày nói mày busy, mày đi chơi để mày cho cha mẹ mày đóng gần 10.000, kìa hề hề vậy đó.
Lấy đứa nhỏ nó vui lắm. Bây giờ này theo một câu chuyện, câu chuyện nói vậy thấy không? Lẽ ra là khai thuế không đủ rồi, không? À, phải sẵn tay áo lên, giúp cho từng gia đình một, mà giúp như vậy là giúp cho quý vị phụ huynh. Dạ đúng. Cái rồi. Tiết kiệm một lần mà trả một cái check 9.000 như vậy, trong một gia đình mà thu nhập chỉ có 65.000. Đúng rồi. Thì là giúp ích được rất là nhiều luôn. Chứ nếu mà chỉ là một chuyên viên khai thuế bình thường thôi, thì thôi, vô tôi khai thuế xong nè, trả tiền là xong. Không, Hằng Lê sẽ phải đóng vai trò làm sao nhảy vào trong cuộc. Đúng rồi. Làm sao bảo vệ quyền lợi tối đa cho từng quý vị đi khai thuế. Đúng rồi. Thì kể như vậy quý vị thấy rằng là chọn khai thuế với Hằng Lê, quý vị sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc mà cảm thấy yên tâm nữa. Cảm ơn Hằng Lê rất là nhiều luôn. Nên Hằng Lê nó có 3 câu chuyện lần, mới kể qua 2 câu chuyện cái hết giờ, để dành câu chuyện thứ 3 cho lần talk show lần tới nha quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp về thuế chuyên viên thí dụ Hằng Lê. Số điện thoại và địa chỉ trung tâm thí dụ Hằng Lê hiện đang hiện trên màn hình, thì nên giúp cho bà con mình khai thuế. Có gì cần cứ việc alo, Hằng Lê sẽ giúp cho quý vị. Cảm ơn Hằng Lê. Dạ cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn khán giả đã lắng nghe.